Chào các bạn nha, hôm nay thì mình đi rừng thì gặp một bưởi kiến hồng đây, cực kỳ đẹp luôn nhá. Bạn nào mà muốn sưu tầm thì cứ inbox liên hệ với mình á. Đấy, kiến hồng đây, cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người. Đó, kiến hồng nhá. Đấy, bạn nào mà thích dòng kiến hồng này thì cứ liên hệ với mình. Mình ship cho các bạn nhá.